Vụ Bộ trưởng Anh ngoại tình với nữ trợ lý, gọi con dậy giữa đêm để thông báo bố sẽ bỏ mẹ. Mới đây, truyền thông Anh Quốc chấn động với thông tin Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngoại tình. Trang tin The Sun đã đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera cho thấy Bộ trưởng Hancock ôm hôn trợ lý ngay trong văn phòng của mình. Có thể thấy trong video, ông Hancock đã ngó đầu kiểm tra xem liệu có ai ngoài cửa văn phòng của mình hay không. Sau đó, ông ôm hôn Sheena Colangelo, trợ lý riêng của mình, bằng một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. Đó không thể là một nụ hôn tình bạn, xét trên việc đôi tay của họ có những đụng chạm đầy riêng tư. Theo The Sun, sự việc xảy ra vào ngày 6 tháng 5, thời điểm Anh đang phát lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội để ngăn sự lây lan của COVID-19. Lệnh này yêu cầu mọi người phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Cùng với việc ông Hancock đã có vợ trong 15 năm qua, ông phải đối mặt với nghi án ngoại tình và vi phạm quy tắc phòng dịch của Anh. Ở thời điểm ấy, ông Hancock mới được tiêm một mũi vaccine vào ngày 29 tháng 4. Người dùng mạng xã hội vì thế đã lên tiếng chỉ trích cho rằng ông vi phạm quy tắc giãn cách tối thiểu 2 mét tại nơi làm việc. Họ thậm chí còn gọi ông là kẻ đạo đức giả, kêu gọi từ chức. Nguồn tin The Sun cho biết cặp đôi đã ngoại tình nhiều năm. Nguồn tin này nói, ai mà biết họ đã làm vậy bao nhiêu lần trong quá khứ. Chỉ có nhân viên của Hancock được phép ở đó. Và rõ ràng ông ta nghĩ đây là một nơi an toàn tuyệt đối. Ông ta biết là có camera, nhưng có vẻ cũng không quan tâm. Bên cạnh đoạn video chấn động, The Sun nắm trong tay nhiều hình ảnh cho thấy cặp đôi đã lén lút hẹn hò trong quá khứ. Chẳng hạn như bữa tối bí mật vào ngày 23 tháng 5 tại nhà hàng Alio về ẩm thực Peru, nằm ở phía tây London. Trông họ giống như một cặp đôi yêu nhau thấm thiết khi cùng ly sau 10 giờ tối. Một người dùng bữa ở nhà hàng trả lời The Sun, nhóm của tôi rời đi cuối cùng, nhìn sang bàn bên cạnh, tôi thấy Hancock và một người phụ nữ mà tôi tưởng là vợ ông. Họ có động thái tán tỉnh nhau, rõ ràng vượt trên tình bạn, ở một khoảng cách gần gũi hơn hẳn so với các cuộc gặp mặt công việc. Tôi đã không biết rằng đó không phải là vợ ông ta. Trước đó nữa, vào ngày 26 tháng 4, Hancock và Sheena bị bắt gặp đi dạo tại khu Victoria thuộc trung tâm London vào lúc 9 giờ. Một người qua đường cho biết, trông họ rất thoải mái như một cặp đôi đang yêu nhau thấm thiết. Được biết, Bộ trưởng Anh Hancock đã có vợ tên Martha và ba người con. Cuộc hôn nhân của họ đã kéo dài 15 năm. Nữ trợ lý Sheena Colangelo, 43 tuổi, cũng đã có chồng là nhà sáng lập hãng thời trang Oliver Bonas. Hancock gặp Sheena từ những năm 2000 khi cả hai còn học tại Đại học Oxford và bắt đầu thuê bà làm trợ lý riêng từ tháng 3 năm 2020. Sau bê bối lộ clip hôn nhau cùng thư ký, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock mới đây đã tiếp tục gây chấn động bằng thông tin đánh thức con dậy giữa đêm để thông báo sẽ ly hôn. Ông Matt Hancock đã chính thức từ chức Bộ trưởng Y tế hôm 26 tháng 6, khoảng hơn một ngày sau khi đoạn clip quay lén bị phát tán. Truyền thông cho biết, người vợ 15 năm đầu ấp tay gối của Matt Hancock, bà Martha, không hề biết chuyện ngoại tình đang diễn ra đến khi chồng mình tự thú nhận vào đêm đoạn video bị phát tán. Matt thông báo với vợ cuộc hôn nhân đã kết thúc. Sau đó, ông đánh thức đứa con trai út 8 tuổi dậy và nói rằng bố sẽ ly dị mẹ. Hiện tại, The Sun đang đưa tin rằng Matt và cựu trợ lý Sheena Colangelo rất nghiêm túc về mối quan hệ và đang chuẩn bị dọn đến ở cùng nhau. Cặp đôi đã biết nhau được 20 năm và Colangelo được thuê làm trợ lý quản lý tiền đóng thuế vào tháng 3 năm ngoái. Colangelo cũng đã đóng gói vali và rời khỏi ngôi nhà trị giá hàng triệu bảng của mình mà cô ở chung với chồng Oliver Tress, giám đốc của hãng bán lẻ Anh Oliver Bonas. Bạn bè của gia đình cho biết tin tức đó là một quả bom không biết từ đâu hiện ra đối với Martha. Bà vốn vẫn tin rằng cuộc hôn nhân của họ vô cùng hạnh phúc và ổn định và không hề nghi ngờ gì về cô trợ lý kia. Bên cạnh đó, anh Oliver Tress, chồng của nữ trợ lý, cũng đang được dư luận vô cùng quan tâm. Oliver Tress là một doanh nhân sinh năm 1967. Hiện tại, khối tài sản Tress sở hữu rơi vào khoảng 12 triệu bảng Anh, khoảng 16,6 triệu đô la Mỹ. Oliver và Sheena Colangelo kết hôn vào năm 2009 và có với nhau ba mặt con. Gia đình họ sống tại một ngôi nhà 5 phòng ngủ phía nam London, ước tính trị giá cũng vài triệu bảng Anh. Sheena hiện đang nắm giữ chức giám đốc của Luther Van Ragen, công ty phụ trách hoạt động hành lang tại nghị viện. Hiện ông Oliver và bà Martha vẫn chưa có phát ngôn nào xung quanh việc bị bạn đời lừa dối và phản bội.